Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp của công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và ngày hôm nay ông Thanh Vân xin được giới thiệu với quý vị khán giả những vị khách mời cùng tham gia với lớp học Quyền Năng Phái Đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên hãy cùng chào đón chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin chào Thanh Vân, xin chào quý vị khách mời. Hai người khách mời còn lại là những nhân vật rất là quen thuộc với những khán giả yêu âm nhạc. Và chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Hà Thúy Anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Với anh Nguyễn Văn Trung thì đây không phải là lần đầu tiên anh đến với Quyền Năng Phái Đẹp, nhưng mà hôm nay trở lại thì cảm giác của anh thế nào? Hôm nay trở lại Trung rất là vui, tại vì Trung vừa xuống được 3 kg nên lên hình chắc chắn sẽ đẹp hơn những lần trước. Em thì ngược lại với anh Trung, em mới giảm được 1 kg và lên lại 2 kg. Giảm được 1 kg và lên lại 2 kg. Không biết nên vui hay buồn. Nhưng mình cũng vẫn vậy đúng không anh? Đúng rồi. Tại chúng ta là những con người sinh hoạt nó điều độ ha, mình tập luyện thường xuyên, mình ăn uống khoa học, mình không bao giờ mình giống như những người mà phải quá lo lắng và áp lực về mọi thứ trên cuộc đời. Và chắc hẳn là đối với một người như nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chẳng hạn, thì cái điều mà anh ấy lo lắng và áp lực nó không chỉ nằm đơn thuần ở phía cân nặng của anh ấy đâu, nó còn là vấn đề liên quan đến gia đình, con cái và cả việc nhà nữa. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề việc nhà là của ai. Như quý vị cũng thấy là đến với chủ đề này thì chúng tôi đã chọn những màu sắc rất rực rỡ. Tức là tinh thần của chúng tôi rất là phấn khởi khi phải làm việc nhà. Anh Hòa An là màu hồng, Ốc màu vàng, Hà Thúy Anh màu đỏ. Thế còn con người mặc đồ đen kia, anh gặp vấn đề áp lực với việc nhà hay như thế nào ạ? Thật ra thì anh không gặp vấn đề áp lực gì về việc nhà cả. Tại vì anh là một người rất là vụng về, cho nên anh được miễn hết các việc nhà. Đụng vào là bể đồ, cho nên thôi đừng đụng nữa. Coi chừng là cố tình như vậy, thật ra không phải là vụng về đâu. Vậy là coi như đây cũng là một cái chiêu thông minh để né việc nhà ấy chứ. Và Vân nghĩ rằng là việc nhà là việc của người ở trong nhà. Tức là ai đã sống trong ngôi nhà đó thì đều phải có trách nhiệm với việc nhà, chứ không phải là việc của riêng ai cả. Chỉ có là việc chúng ta sắp xếp nó khéo léo như thế nào để mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi làm việc nhà, thì đó là điều mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ ngày hôm nay. Và bây giờ hãy cùng đến với tình huống đầu tiên. Ơi, ta nói công việc nhà đăng đăng đê đê thiệt, một tay làm hoài không bao giờ hết. Trời ơi trời, sao vậy em? Anh mới về. Hồi nãy con chơi xong rồi em đưa con đi học mà em chưa có dọn kịp. Thôi được rồi, để đó đi rồi vô dọn cơm lên cho anh ăn. Hả? Đói quá trời rồi nè. Cơm em đang nấu chưa chín. Chút xíu nữa chín rồi cái em kho rồi cá cái rồi em dọn lên cho. Bây giờ mấy giờ rồi, bây giờ cơm chưa chín là sao? Tại vì bữa nay công việc nhà nhiều quá, một mình em làm không có hết. Với lại nãy cho con ăn xong rồi đưa con đi học, xong rồi về một cái là em đi chợ em nấu cơm liền á. Nhưng mà tại nhiều quá em còn giặt đống đồ hôm qua của anh nữa, cho nên là hơi trễ xíu, đợi xíu đi. Ủa sao kỳ vậy ta, sao lúc nào em cũng lý do là sao ta? Ủa anh thấy cái công chuyện nhà nó nhẹ nhàng lắm. Nó không có gì mà phức tạp mà nặng nề hết. Mà sao lúc nào về em cũng đổ thừa cái chuyện này, em đổ thừa cái chuyện kia. Không mấy giờ á chồng, chồng chạy vô trong á, chồng phụ em đi. Rồi có gì em kho nồi cá cái chồng bắt nồi canh lên, cái rồi cái mình ăn cơm. Em ngộ quá à. Anh làm việc ở công ty nó là đăng đăng đê đê biết bao nhiêu công việc. Bây giờ về nhà em bắt anh làm việc nhà nữa. Ở đâu ra vậy? Không phải em ở không luôn đi rồi anh làm hết chuyện nhà cho em luôn. Trời đất ơi, anh nói gì kỳ vậy? Giận là nói kiểu đó. Em biết là anh đi làm công chuyện ở ngoài, nhưng mà em ở nhà công việc nhà anh biết không? Anh coi vậy đó chứ nhiều lắm, làm hoài làm không hết. Công việc nhà lúc nào cũng vậy hết, phải áp dụng khoa học vô, giờ giấc vô, tính toán vô. Chẳng hạn như là giờ này làm việc này, giờ nọ làm việc khác. Không có đánh trộn chung như vậy lại, rồi bắt đầu làm cái này rồi nhìn thấy cái kia làm cái kia, nhìn thấy nọ làm nọ, là em không có chủ động được trong công việc. Bây giờ anh muốn khoa học đúng không? Kể từ ngày mai em sẽ đi làm. Từ bữa giờ công ty cũng gọi em rất là nhiều, nói là công ty thiếu người, em sẽ đi làm lại. Anh làm việc nhà đi. Đừng nói như vậy, nói gì là sai hoàn toàn. Không phải tự nhiên có câu nữ công gia chánh nha. Tại vì sao? Tại vì cô là phụ nữ nên mới có câu nữ công gia chánh, mới là làm việc nhà là việc của phụ nữ. Còn tôi là người nam, ở đời làm gì có câu nam công gia chánh, nghe nó ngược ngạo không? Anh cứ nhà anh làm thử đi, thì anh sẽ biết những cái công việc mà không tên này nó nhiều đến như thế nào. Chị ngày đó, mai em đi làm, mọi việc ngoài xã hội anh để em lo, còn việc nhà là anh lo. Được nha. Rồi, nha, cái này là đi. Cô nói đó nha. Rồi quyết định vậy đi. Trời ơi trời, chắc tôi sợ quá trời. Trời ơi.
xem tình huống vừa rồi xong không biết nên cười hay nên méo nữa. Nó cũng có những cái tình huống rất là dễ thương, những cái câu thoại rất là thực tế, nhưng mà nó cũng có sự trăn trở và cả áp lực từ cả hai phía luôn. Không biết là khán giả nghĩ như thế nào về tình huống này ạ? Mời bạn. Trong cái tình huống này á, người chồng rất là quá đáng. Vì dù là đi làm ở ngoài xã hội, nhưng mà người phụ nữ nội trợ ở nhà thì cũng rất là vất vả vì có rất là nhiều công việc. Một người chồng thương vợ thì sẽ không bao giờ nói những lời khó nghe như vậy với người vợ của mình. Chúng tôi muốn lắng nghe thêm ý kiến của một vị khán giả nam ạ. Tình huống vừa rồi thì tôi cảm thấy là ông chồng nói không phải là không có lý. Người chồng là người đi ra ngoài để lo công việc, còn người vợ ở nhà thì chăm lo cho con cái, thì đó là một cái sự phân công rất là hợp lý. Nếu như người vợ muốn chồng phụ thì cũng phải nói như thế nào đó dễ nghe, chứ không phải cứ đụng là cứ trách này trách nọ. Đã đi làm về mệt rồi mà nghe người vợ mình cứ nói này nói kia thì đàn ông là ai cũng phải quạo thôi. Chúng ta lắng nghe thêm một ý kiến nữa nha. Theo như cái tình huống này thì tôi thấy cô vợ này có lẽ không biết sắp xếp công việc nhà, không có đi làm, ở nhà chỉ lo chăm sóc chồng con, mà cô vẫn không có hoàn thành được cái công việc nhà của mình khi chồng về. Mình thấy là nên sắp xếp lại công việc gia đình cho nó có logic và khoa học hơn. Cảm ơn chị. Đó là ý kiến của các khán giả. Còn ý kiến của các khách mời về tình huống này thì sao ạ? Có ai thấy mình ở trong đó hay không ạ? Em cũng là người hay luôn chân luôn tay lắm. Việc nhà là em là người chủ động làm hết. Nhưng mà cái này thì cũng không phải là nhắc đến chồng xong nói xấu, mà thực sự là ông xã em là anh ấy thường là từ nhỏ đến giờ là không có làm việc gì bằng tay nặng hết á. Tại vì là cũng đánh đàn không à, nên là giữ cho đôi tay lúc nào nó cũng phải mềm mại, nó uyển chuyển. Nhiều khi em như một người đàn ông á, em làm hết cả những việc nặng ở trong nhà em cũng làm. Bê nước á, cái thùng nước lọc ở nhà là em làm hết luôn. Nhưng lúc đầu như chị nói là em cũng hơi buồn, hơi chạnh lòng. Ôi, chứ mình cũng muốn là một người nhẹ nhàng mà, thế nào mà những cái việc nặng thì mình làm hết. Nhưng mà sau này cũng phải thông cảm. Sau khi em kể xong mọi người đều im lặng, không ai biết nói gì. Tại vì chị nghĩ rằng là phụ nữ thì sẽ luôn thích là chồng hỗ trợ. Ví dụ cái thùng nước đi, anh không khinh cũng được thì anh lăn cái thùng cho nó đến khi nó về cái vị trí của anh thì cũng là giúp chứ. Chứ không giúp như vậy thì nó cũng hơi phũ phàng. Trời ơi, sau này cũng có. Nhưng mà xong em thấy cô bê không được ấy mà thôi, để đấy em. Bây giờ mình phải hỏi cái người đàn ông cũng có đánh đàn ca hát kìa. Anh cũng chơi đàn nên anh xác nhận là khiêng thùng nước nó không có làm hỏng tay đàn. Nhưng mà anh nghĩ là cái việc nhà là do người vợ quá thương chồng đi cho nên mới dành hết của chồng, giống như là em thương chồng em mới dành hết. Và vợ anh cũng vậy, cũng vì lo cho anh là làm việc nhiều rồi đau đầu hay này kia mà cứ dành hết công việc nhà, đôi khi sửa nhà bà cũng dành luôn. Người phụ nữ đôi khi họ không hy vọng là chồng san sẻ việc nhà với mình, mà họ muốn chứng tỏ ra em đảm đang như vậy, em quan tâm anh như vậy và em cần được cái sự quan tâm của anh về những tinh thần khác. Đối với người chồng á, mình có sức khỏe là cái thứ nhất, thì mình phải phụ vợ những cái việc mà nó về nặng nhọc. Có thể mình không khéo léo bằng vợ, giống như là anh ở nhà, anh không biết dùng cái máy giặt như thế nào, nhưng mà anh biết bưng cái thau đồ ra ngoài để cho vợ giặt. Rồi anh cũng lau nhà nó không kỹ bằng vợ, nhưng mà anh biết kéo cái giường ra để cho vợ. Thì đó là cái sự san sẻ. Nó không cần phải là mình cũng phải hì hục mình lau cùng với vợ. Mình chỉ cần đỡ được cái phần nào nặng nhọc nhất cho vợ là được rồi. Ngay cả cái việc con cái cũng vậy, giống như đồ chơi. Hồi nãy là mình không sẽ để cho vợ dọn, mà mình dạy cho con tự chơi xong phải tự dọn. Thì cái đó cũng là cái cách mà người chồng san sẻ với vợ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Trung. Hồi trước thì Vân hay cố gắng để mà làm tốt tất cả mọi việc, và mình thường hay ôm đồm. Cho tới bây giờ cái tính đó vẫn chưa có sửa được hết đâu. Nhưng mà mình đã biết phân chia mọi thứ giống như là dây chuyền khép kín vậy đó. Nhà Vân là cứ giống như đóng chai vậy đó. Làm việc này vô cái bụp cái người này, làm khâu kia cái bụp cái là cô kia, là xong. Đã phân chia như vậy cho nên ai nấy cũng cảm thấy rất là hoan hỷ, vui vẻ với cái việc mình làm, và không phân biệt là người này làm nhiều hay người kia làm ít. Việc nhà ở đây nó sẽ không chỉ quanh quẩn ở cái việc nấu cơm, rửa chén, giặt đồ hay dọn đồ chơi của con, mà nó là những cái việc lớn hơn, giống như là việc dạy con hay là cho con ăn. Nó nghe nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng thực tế nếu mà người chồng san sẻ được việc đó, tức là anh ấy đã hỗ trợ vợ trong cái việc làm việc nhà rồi. Phụ nữ làm việc nhà thì sẽ mệt kinh khủng, điều đó đúng chứ không có phải là sai. Nhưng mà nó cũng sẽ mệt hơn rất là nhiều nếu như bạn không biết thu xếp. Ngày xưa lúc mà mình mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân đó, thì Hà Thúy Anh có cảm thấy là mình gặp rắc rối trong cái việc này không? Lúc đầu tự tin lắm, nghĩ là mình là người hay biết công việc và biết dọn dẹp. Lấy nhau rồi thì thấy là cái công việc nhà nó gấp đôi lên. Em hơi có phần tham lam. Mãi sau này em mới hiểu được là không, có những cái việc mà mình
không thể làm ngay được. Mình phải để đó và ưu tiên những việc gì quan trọng trước để dành thời gian cho bản thân mình. Chứ không phải là chỉ có là đầu bù tóc rối ở nhà, sau đó mình mệt quá, mình ngồi mình mệt quá, em mệt và em quạo lại luôn chồng em. Em quạo lại luôn, em mệt quá em này kia. Thôi mai bảo người này, người kia đến dọn đi. Xong chồng em bảo em thật là vô lý. Trong khi anh đã nói với em biết bao nhiêu lần là em ơi, em cho cái cô đấy qua dọn nhà giùm đi thì em không chịu. Em bảo em không thích, bởi em muốn tự tay làm, bây giờ em mệt rồi em lại than. Yeah, những tưởng rằng là năm 2019 rồi, những cái câu chuyện như thế này nó sẽ phải ít đi. Bởi vì từ thời xa xưa rồi, lúc nào phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Á Đông nói chung là luôn bị mặc định rằng là phải quán xuyến mọi việc trong nhà để đàn ông ra ngoài làm việc lớn. Nhưng mà tới bây giờ, những câu chuyện như thế này mà chúng ta vẫn phải nhắc đi nhắc lại, thì theo anh lý do nó từ đâu ạ? Đây rõ ràng là nghe từ ý kiến của các vị khách mời cũng thấy, đặc biệt là Hà Thúy Anh á. Tại vì Hà Thúy Anh quá thương chồng đi, và hiện nay cũng có rất nhiều người phụ nữ giống như vậy. Khi bắt đầu cưới và mình muốn chứng tỏ rằng là mình sẽ quán xuyến được hết tất cả các công việc, mặc dù khi mình làm á, mình cũng không cảm thấy là quá thực sự thoải mái và không thực sự là cảm thấy quá vui vẻ để mình làm, nhưng mà mình cũng cố gắng mình làm, mình không nói ra cái suy nghĩ hay cái cảm giác đó cho chồng. Ví dụ mình vẫn đang làm việc mà chồng vẫn đang nằm bấm điện thoại. Cái hành động đó là cái hành động mà khiến cho người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà bản thân cô ấy không nói ra, và người chồng cũng cảm thấy là không có nhận được tín hiệu từ người vợ để mà điều chỉnh cái hành vi của mình. Vì vậy thì lỗi ở đây là cả hai bên nha. Và không có biết cách phối hợp, phải có một cái sự phân công công việc cũng khá là rõ ràng với nhau. Và trong tình huống vừa rồi, chúng ta thấy cả hai bên cũng đều có lý của mình, và cả hai bên cũng đều có lỗi của mình. Cái lý ở đây là gì? Anh chồng anh đi làm về mệt. Rõ ràng nguyên một ngày về rất là mệt, về nhà chưa thấy được uống miếng nước và đang cảm thấy rất đói, và đáng lý ra giờ đó theo thông lệ bình thường là đã có cơm để ăn. Khi chúng ta bị đói thì chúng ta rất dễ dàng gây ra một cái xung đột với người khác vì khả năng kềm chế cảm xúc không tốt. Nên cái việc mà cô ấy không sắp xếp khoa học trong cái công việc nhà là đúng á. Vì nếu như biết được cái chuyện là cái nhu cầu là quan trọng hơn thì mình nên sắp xếp ở vị trí ưu tiên hơn. À, về nhà rót cho chồng ly nước lạnh đi, ực vô một cái đi đã. Anh chờ em đúng 2 phút là em có cơm. Ví dụ như vậy thì mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra. Trong thời gian chờ đợi đó anh giúp giùm em, là anh gọn cái này chỗ này lại giùm em một chút, em vô em làm cho anh liền. Như vậy thì nó khéo léo hơn. Tôi nghĩ là cái chuyện mà công việc làm của gia đình đừng có để mình ôm hết mà trong lòng của mình cảm thấy bị bức bối, thì điều đó là điều không nên. Có một điều Vân chắc chắn rằng một người chồng nếu như mà một ngày nào đó anh ấy sẵn tay vào làm việc nhà, tự nhiên vợ thấy hình ảnh đó sẽ thấy thương chồng mình rất là nhiều. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng phải chia sẻ với nhau những điều cụ thể hơn nữa để cả vợ lẫn chồng để có thể hiểu nhau và làm tốt hơn vai trò của người vợ và người chồng trong công việc gia đình. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống thứ hai ngay bây giờ. Cái gì mà sao nhà cửa gì đâu mà bề bộn quá vậy nè? Chồng ơi! Chồng, chết trời rồi, ơi, chết. Anh cháy, cháy, cháy rồi. Cái gì cháy? Không, hả? Không phải nhà cháy đâu. Cái gì? Nồi cá cháy rồi. Chị ơi, nồi cá anh nấu cái gì mà cháy? Canh chua cá lóc. Cái cháy đen luôn cái nồi. Anh nấu canh mà anh để cháy nồi luôn hả? Trời đất ơi, chồng ơi, cái gì kỳ vậy? Đáng lẽ giờ này nè, giờ này em về em rất là mệt, em đi làm ngoài xã hội mà anh phải dọn cơm cho em ăn chứ. Không có cơm bây giờ cháy rồi cho em ăn cái gì, hả? Thì ăn mì gói đi. Bữa giờ 7 ngày em ăn mì gói rồi đó. Bây giờ em đi làm trong đầu em toàn mì gói không? Thì ăn đi, cuối năm tao phát tờ lịch cho treo tường. Trời đất ơi, vậy mà anh cũng nói được nữa hả? Sao anh nhà cửa, nhà cửa bề bộn quá vậy, hả? Sao anh không dọn đi, cái gì kỳ vậy? Em mệt em quá à, em không hiểu được công việc gia đình lắm. Nó khó lắm chứ bộ, sáng giờ anh tạm tùm lum tùm la thứ chuyện hết, nấu cơm rồi giặt giũ rồi quét nhà rửa chén. Ủa, hôm bữa anh nói với tôi là làm việc nhà là phải sắp xếp giờ giấc, sắp xếp làm cái này làm cái kia, làm phải khoa học mà. Sao giờ kỳ vậy? Sắp xếp mà sắp hoài nó không ra. Chứ lại làm như là tới anh làm cái chuyện nhà nó nhiều hơn hay sao á. Ủa, anh hôm bữa anh dõng dạc lắm mà. Hôm bữa anh nói là anh làm được hết mà, sao tự nhiên bây giờ không làm được cái gì hết vậy? Bữa hứng quá nói bậy. Hả? Giờ hết hứng rồi, không dám nói bậy nữa. Rồi giờ sao hả? Còn nói em nữa không? Còn hay cằn nhằn em mấy cái chuyện công việc nhà nữa không? Em làm không xuể luôn á, bây giờ cho anh làm thử anh mới biết. Anh biết rồi, anh biết sai rồi, anh xin lỗi vợ anh. Vậy thì từ bây giờ á, em thiết nghĩ là em với anh phải chia việc nhau ra làm đi. Là sao? Em với anh sẽ đi làm. Xong rồi cuối tuần mình rảnh mình sẽ cùng nhau dọn dẹp.
Nếu như mà ví dụ như ai về sớm á, thì người đó nấu cơm. Rồi ví dụ như bây giờ á, đồ ăn đúng không, em sẽ đi chợ, em sẽ làm sẵn, em để tủ lạnh. Đó, chỉ ví dụ như vợ chồng mình về, cái mình lấy ra mình nấu rất là nhanh. Nhưng mà anh phải phụ em. Nếu như mà em nấu ăn thì anh phải rửa chén. Em giặt đồ thì anh phải lau nhà. Ví dụ như ai về sớm thì người đó phải đi đón con. Được không? Được. Bây giờ việc nhà phải chia làm đôi, như vậy mới được. Không. Bậy à. Nếu mà tính như em là phải việc nhà phải chia làm ba. Chị ơi, nhà có hai người chia làm ba là làm sao? Thằng Cubi đâu? Nó làm sao nó ở không được? Thằng Bi, con mình nó mới chập chững biết đi mà. Ủa, nó chập chững biết đi là nó chập chững vào đời rồi. Nó phải tự lo liệu công việc của nó chứ, nó bắt anh lo cho nó sao được. Trời đất ơi, con chập chững biết đi nó lo được cái gì? Quên, bây giờ quyết định chịu là chia hai. Đúng rồi, bây giờ có chịu phụ tôi làm việc không? Chịu. Vô nấu cơm đi, để anh dọn đồ đi cho. Rồi, sẽ có một bữa cơm thiệt là ngon chứ bữa ăn mì gói nổi mụn luôn rồi hà. Đi. Có vẻ như là ai cũng nở nụ cười sau khi xem tình huống thứ hai. Đây là cái kết mà chúng ta đang mong đợi. Còn không biết là tình huống thứ hai có làm cho khán giả có thêm những suy nghĩ gì hay không ạ? À? Mọi người hãy chia sẻ với chúng tôi ạ. À. Mời bạn. Với cái tình huống vừa rồi thì tôi thấy là cái việc nhà là cái việc chung, không phải là của chồng hay là của vợ. Tuy nhiên thì người phụ nữ nên giữ cái vai trò điều phối. Bởi vì người phụ nữ dù sao đi chăng nữa nó cũng chu toàn hơn là nam giới. Bên cạnh đó thì khi mà làm cái công việc nhà nó còn thể hiện được cái sự duyên dáng của người phụ nữ. Đồng thời nó còn là một cái bí quyết để có thể giữ gìn được hạnh phúc. Rất hay và rất đúng luôn. Cảm ơn bạn với ý kiến vừa rồi. Chúng ta sẽ lắng nghe thêm một vài ý kiến khác nữa. Mời bạn. Em thấy thì đây cũng là một giải pháp rất là hay. Nếu mà cả hai vợ chồng mà cùng đồng thuận như vậy thì rất là tốt. Tất cả các thành viên trong gia đình cùng làm việc với nhau thì công việc sẽ hoàn thành sớm hơn. Rồi tất cả sẽ cùng có thời gian nghỉ ngơi nè, vui chơi. Và như vậy thì sẽ gắn kết với nhau hơn. Chúng ta lắng nghe thêm một ý kiến nữa nhé. Mời chị ạ. Từ trước tới giờ tôi nghĩ công việc nhà là của mình, cho nên là mình cố gắng mình hoàn thành. Mặc dù là mình có cái công việc ở ngoài xã hội rồi, vì cố gắng cho nên là mình có khi mệt mỏi quá. Nhưng tôi sẽ thay đổi quan niệm là công việc nhà là của tất cả mọi người. Cảm ơn chị. Thực sự là có nhiều người phụ nữ họ không có xem cái việc mà làm việc nhà là cái điều mà kinh khủng họ phải đón nhận đâu, mà họ đã làm việc nhà bằng cái tâm thế sẵn sàng và thậm chí là còn tìm thấy niềm vui trong công việc nhà nữa. Đó là lý do mà chúng ta vẫn thấy là có những người phụ nữ họ ra ngoài xã hội họ rất là thành công, nhưng mà về nhà họ vẫn cố gắng hết trong cái khả năng sắp xếp và chu toàn của mình. Anh Nguyễn Văn Trung, đã bao giờ mà trong cuộc sống hôn nhân của mình nó có một lúc nào đó anh cảm thấy nó cũng hơi chông chênh trong cái việc là không có phân bổ tốt công việc nhà dành cho cả mình lẫn vợ của mình, nên đôi khi vợ chồng không có vui vẻ? Anh cũng may mắn là trong đời sống vợ chồng thì hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau về những vấn đề khác. Chứ trong việc nhà thì hầu như là chưa hề. Bởi vì vợ anh cũng giống như là Hải Thúy Anh, lúc nào cũng muốn đảm đang hết các việc nhà, lúc nào cũng muốn thể hiện là mình là người vợ biết chăm sóc chồng con và thích với cái điều đó và không hề thấy mệt mỏi. Anh cũng khá là nhạy cảm cho nên anh cũng nhìn thấy được những lúc mà vợ anh mệt mỏi thì anh có những cái sự quan tâm khác, anh chủ động anh chia sẻ một ít. Nhưng mà thực ra những cái việc một ít đó, nếu mà mình làm mà mình cùng trò chuyện với nhau á, thì sẽ tạo được thêm những cái tình cảm gắn bó với hai vợ chồng. Nên là em cần gì thì em cứ nhờ anh, em cần bưng cái gì thì em cứ kêu anh là anh sẽ làm. Anh nghĩ là hai vợ chồng mà cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trò chuyện với nhau trong lúc mà làm việc nhà thì nó sẽ tạo một cái cảm giác, một cái không khí rất là dễ chịu trong gia đình của mình. Em nghĩ là cái việc mà tạo ra không khí rất là quan trọng. Tại vì nhiều khi á, phụ nữ á, làm việc quá nhiều mà không có để ý tới cái vẻ bên ngoài của mình. Nhiều khi mình làm việc nhà mà cái miệng mình càm ràm, lèm bèm, mặt mình nhăn nhó, đầu bù, tóc rối, quần áo thì lôi thôi, sọc sạch. Tức là tự mình biến mình thành một cái hình ảnh rất là xấu khi làm việc nhà, thì rất khó để nói người khác phải làm cái việc mà mình đang làm. Nếu mà mình làm trong một cái sự chủ động, vui vẻ và tươm tất nhất có thể, Vân nghĩ là hoàn toàn vẫn có thể làm được điều đó. Vân nói ví dụ như là Vân hoàn toàn có thể vừa đắp mặt nạ, vừa lau nhà, không vấn đề gì cả. Nếu mà biết chiều tối đó mà mình có hẹn đi ra ngoài với chồng mình đi, thì ngày hôm đó ở nhà làm việc nhà đi, lo cuốn tóc trước đi, để chiều mình đã xong rồi. Tức là mình luôn luôn phải có cái kế hoạch về chuyện thời gian. Chứ nếu mình không có kế hoạch á, cái tới chiều á, việc thì chưa xong, xong hình ảnh của mình á, thì như thế. Đâm ra là tự mình nhìn mình cảm thấy bực mình, và cuối cùng thì những cái giây phút mất vui của cả gia đình nó cũng từ mình mà ra. Nên đó là cái điều mà mình nghĩ là mình cũng phải nói với nhau. Tức là việc tạo ra cái không khí á, rất là quan trọng. Thực ra việc nhà nó không có tên, và nó cũng không phải là một cái áp lực. Tại vì chúng ta, những người phụ nữ chúng ta hay nghĩ nó là một cái áp lực mình phải hoàn thành.
trong ngày hôm nay. Nhưng mà đôi khi á, nếu mà mình nghĩ một cái hướng nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, thử xem. Ví dụ như là hôm nay mình có việc gì đó và đồ chơi hay này kia nó còn bề bộn, mình có thể mình không dọn đồ chơi hôm nay, không sao cả. Nếu hôm nay không kịp để nấu cơm, mình lo làm những việc khác nhiều không nấu cơm, thì hai vợ chồng cũng có thể ra ngoài ăn một bữa cơm ở ngoài. Quan trọng là cái thái độ chúng ta đối xử với nhau như thế nào, chúng ta chia sẻ với nhau như thế nào. Không làm kịp thì thôi, tối về mình làm hoặc là mai mình làm. Nhưng mà mình đừng có vì cái chuyện không làm kịp để mình hằng học, mình mâu thuẫn với nhau, thì cái đó mới là cái không nên. Thực sự là anh là một người chồng rất là tâm lý, thật sự luôn á. Và những cái lời này nó đúng là những cái suy nghĩ của em. Sau này á, em mới chịu lắng nghe. Bởi vì khi mà lúc em làm á, em không có chịu nghe chồng em. Em cứ làm đến khi em mệt, cái miệng em càm ràm nói đúng như chị. Lúc nãy em thấy xấu hổ kinh khủng luôn. Em xấu hổ tại sao, ủa tại sao mà chị ốc chị nói những cái mà nó y chang mình vậy. Bây giờ em mới phát hiện là cái lúc mà mình vừa làm, mình càm ràm, mình không nghe lời chồng mình, lúc đấy mình là một cái hình ảnh phụ nữ rất là xấu, tham công tiếc việc mà còn tự hủy hoại cái hình ảnh đẹp trong ánh mắt. Tại sao lại không nói, chia sẻ với chồng và cùng nhau lên một kế hoạch. Anh ơi, hôm nay em không nấu ăn đâu, không kịp nấu ăn bởi vì em dọn nhà, anh thông cảm, hai vợ chồng mình ra ngoài ăn. Chồng em còn ủng hộ hơn bởi vì ông thích ăn nhà hàng, chị ơi. Nhiều khi là cũng thích em nấu ăn ấy, nhưng mà thấy em làm mệt quá. Thật ra là do tất cả do người phụ nữ tham công thích việc mà không lắng nghe. Thôi bây giờ là chỉ chịu khó lắng nghe và chia sẻ chồng mình hơn. Và chồng em biết là cũng thuộc tuýp người như chị Ốc nói là không thích làm việc nhà. Nói thẳng luôn là anh có thể không làm được việc nhà, nhưng mà mọi công việc khác của em, chở em đi diễn, ngồi chờ em quay hình 7-8 tiếng, anh không hề than vãn. Đấy chính là cái cách anh chia sẻ với em. Nhưng mà em yên tâm, một ngày nào đó chồng em cũng sẽ biết làm việc nhà. Ít nhiều gì cũng sẽ phải biết chứ. Bắt đầu từ việc bưng thùng nước đi hả? Thực ra là do mọi người cứ nghĩ rằng là việc nhà là chỉ là của phụ nữ, và phụ nữ quá áp lực với cái việc đó, mình phải tự giải phóng cái áp lực đó ra. Còn với đàn ông, thực ra là nếu mà đặt để ở một môi trường khác, đàn ông cũng sẽ làm việc nhà, và khi ấy đàn ông cũng sẽ xem cái việc làm việc nhà như là một việc rất là bình thường. Cho nên khi mà cùng nhau làm việc nhà và hiểu được là người kia đã cố gắng vì gia đình như thế nào rồi, có sự san sẻ, thì tôi nghĩ là gia đình nào cũng hạnh phúc. Nhắc đến đây thì tôi nhớ ngay đến cái câu chuyện ở nhà của tôi. Đó chính là ba vợ của tôi là một người lãnh đạo cao nhất một cái doanh nghiệp. Và ở đây công việc nhà là ba cũng rất san sẻ cho mẹ vợ. Tuy nhiên có những lúc đồng nghiệp của ba tới nhà thì ba bắt đầu cũng sẽ phải thể hiện một chút là thôi em dẹp xuống đi. Tức là việc trong tại thời điểm đó thì là mẹ sẽ dẹp, nhưng mà khi mà bạn bè về rồi thì ba lại xuống ba rửa chén phụ. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta thỏa thuận với nhau, chúng ta bàn luận với nhau để chúng ta thống nhất là ai sẽ làm cái gì trong những hoàn cảnh nào, là điều đó là điều rất là quan trọng. Ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, chủ nhật vẫn thấy ba ngồi ở cái bàn rửa chén để mà rửa chén cho cả gia đình, rồi lau nhà, rồi quét sân, rồi rửa xe, tức là ba làm hết tất cả những điều đó. Thì rõ ràng đó là một cái điều mà cá nhân tôi cũng đang phải là người rất phải học hỏi. Và ở đây chúng ta thấy là cái tình huống cuối á, cô vợ cũng bắt đầu cũng san sẻ cái công việc cho chồng của mình, thì cái công việc nhà bắt đầu ông chồng ông cũng thấy là cũng cần phải san sẻ cho vợ của mình. Đó là một cái điều mà kết thúc rất là có hậu mà tôi cũng rất là thích. Anh Hòa An ơi, thế thì làm sao để việc nhà trở thành một việc chung của tất cả mọi người? Chúng ta có một cái câu nói như thế này, chúng ta không thể ép một người khác làm bất cứ điều gì nếu như đó không thích làm điều đó. Như vậy thì hãy để những cái công việc nhà, chính bản thân mỗi thành viên trong gia đình đó cảm nhận được cái ý nghĩa của nó, yêu thích cái công việc mà mình làm. Tức có nghĩa là trong cái việc mà mình nấu ăn, không chỉ đơn thuần là nấu ăn, mà nấu ăn ở đây là còn mang đến cái sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Cái việc mà mình phơi đồ không chỉ là phơi đồ, mà cái việc mình phơi đồ còn là mang lại cái vẻ đẹp, mang lại cái sự lịch sự cho các thành viên trong gia đình. Khi mình hiểu được cái ý nghĩa của cái công việc mà mình làm, thì chắc chắn rằng là mình không cần ai thúc mình đâu, không cần ai năn nỉ mình đâu, mà mình sẽ tự chủ và tự giác thực hiện các công việc đó trong gia đình. Cái công việc của vợ chồng cùng làm nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Và khi đứa con học được cái công việc và san sẻ cái công việc cho nhau, đó cũng là một cái điều rất là có giá trị. Vì vậy vợ chồng phải có những sự thống nhất với nhau, chia sẻ với nhau và cùng xắn tay áo để mà chúng ta chia sẻ bất kỳ cái công việc nào trong cuộc sống, không chỉ là cái công việc nội trợ trong gia đình. Và mong rằng là mọi gia đình sẽ đều thật là êm ấm với sự san sẻ này từ cả vợ lẫn chồng. Cảm ơn các khách mời của chúng ta. Cảm ơn quý vị khán giả đã đóng góp ý kiến. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tổng kết lại những câu nói ấn tượng nhất của ngày hôm nay.
Có những cái việc mà mình không thể làm ngay được, mình phải để đó và ưu tiên những việc gì quan trọng trước để dành thời gian cho bản thân mình, chứ không phải là chỉ có là đầu bù tóc rối ở nhà, sau đó mình mệt quá mình ngồi mình quạo lại luôn. Anh cũng khá là nhạy cảm, cho nên anh cũng nhìn thấy được những lúc mà vợ anh mệt mỏi thì anh có những cái sự quan tâm khác, anh chủ động anh chia sẻ một ít. Nhưng mà thực ra những cái việc một ít đó, nếu mà mình làm mà mình cùng trò chuyện với nhau á, thì sẽ tạo được thêm những cái tình cảm gắn bó với hai vợ chồng. Và một điều nữa đó là khi mà bạn vui vẻ chia sẻ công việc nhà thì các con của bạn sẽ thấy được điều đó. Chúng ta cũng mong muốn là con của mình sau này là những người chủ động, dù là giới tính nam hay nữ, chủ động sắp xếp mọi việc trong gia đình. Và các con có khả năng để làm điều đó hay không, có nhận thức về điều đó hay không, tất cả cũng là do thói quen từ chính cha mẹ của chúng. Chính bản thân mỗi thành viên trong gia đình đó cảm nhận được cái ý nghĩa của nó, yêu thích cái công việc mà mình làm. Khi mình hiểu được cái ý nghĩa của cái công việc mà mình làm thì chắc chắn rằng là mình không cần ai thúc mình đâu, không cần ai năn nỉ mình đâu, mà mình sẽ tự chủ và tự giác thực hiện các công việc đó trong gia đình. Thưa quý vị khán giả, chương trình Quyền Năng Phái Đẹp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn vì quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Một tiếng cũng nhỏ Ngọc, hai tiếng cũng nhỏ Ngọc. Từ xưa đến giờ anh thương em gái anh vậy mà. Thương em mình là rất là đáng quý, nhưng mà cần phải khéo léo với hai bên. Thường trong một gia đình, anh trai dành tình thương cho một đứa em gái nhiều hơn. Đừng bao giờ đặt ra giới hạn về tình yêu thương với những người trong gia đình.